anh em nào mua trượt cặp HE7 này thì hôm nay qua em nhé. Cặp này về thậm chí còn đẹp hơn cặp trước cơ. Đây là một cặp loa Pioneer HE7 trong Buxell mà đẹp cả hình lẫn tiếng. Tuy nhiên thì dòng này nó lại không có nhiều hàng anh em nhé. HE7 đây. Anh em nhìn từ cái cầu loa, công suất, trở kháng, maximum 100W một quả, 6 ohm. Em HE7 này thì là một dòng loa Buxell thiết kế kiểu nằm ngang. Anh em bày như này, hoặc anh em nằm đứng được, nhưng mà thường là em sẽ để anh em nằm ngang để khuya gọi là gọi là tư vấn cho anh em là để nằm ngang này nhìn nó cân đối hơn. Thiết kế của nó nằm ngang này thì sẽ cân đối, và bản thân cái tem này của nó cũng để giúp các bác có thể xoay được đấy, nếu các bác để nằm dọc hoặc các bác để nằm ngang. Nếu để nằm ngang thì các bác sẽ xoay như này, nhưng mà đôi khi thì trong cái kệ của anh em thì mình không để nằm ngang được, bởi vì nằm ngang thì cái bề ngang nó to thì anh em phải để nằm dọc. Thì để nằm dọc thì anh em chỉ việc quay cái tem này thôi. Nhà sản xuất người ta đã thiết kế như vậy để cho mình tiện theo cái kiểu kê. Nếu mà trong dòng Buxell thì dòng Unkyo D500, D200 là cái dòng mà về Việt Nam được ưa chuộng nhất và nhiều anh em chơi nhất, bởi vì số lượng nó khá là nhiều. Tuy nhiên để mà đánh giá một cặp loa Buxell mà Nhật mà được cả hình cả tiếng với cả trong tầm tiền thì em thích nhất đôi HE7 này, bởi vì tiếng nó rất là hay. Thiết kế thì nó quá đẹp luôn. Thiết kế rất là đẹp. Với cái thiết kế thùng Bombay, vỏ simili. Unkyo D500 nó kỹ như thế nào thì đôi này nó kỹ như vậy. Thậm chí anh em nhìn thấy nó còn thiết kế cả hai lỗ thở luôn. Đây, tép chỉnh giữa này. Tép thiết kế theo hình kiểu chữ thập. Tép cross. Vỏ của những cái dòng HE thì anh em biết, kể cả những cái dòng to hơn HE10, HE100, vỏ nó kiểu này, màu nâu kiểu này. Vỏ kiểu simili, nó dày dặn và loa rất là nặng. Tiếng em này rất là phê nhé. Anh em mình nghe rất là đa dạng. Những cái dòng bolero không lời hòa tấu với em này thì tuyệt vời. Em sẽ test thêm cho anh em nghe, anh em cảm nhận. Bật một bài lời cho anh em nghe.
bật bài lời nghe em này, dòng nhạc vàng Bolero trữ tình rất hay, nghe rất là hay. Bookshelf đó là số 1 rồi. Thôi em hãy đi về vì biệt kể từ. Anh em có tai phone đeo vào thì nghe nó sẽ cảm nhận được. Làm chi, còn vẫn vương làm gì? Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã đi. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao? Em này là một em bookshelf. Ngày xưa em nói các bác là ngày xưa nhiều khi là có nhiều tiền cũng không mua, không có để mua. Bây giờ thì mọi cái này bây giờ đi lại mọi cái là cũng dễ dàng hơn. Cho nên là anh em thực sự là ở Việt Nam anh em có tiền rất là sướng. Có tiền gần như mua cái gì cũng được. Cặp loa HE7 anh em nhé. HE7. Rất hay. Anh em nào đang quan tâm đến Onkyo D500 nghiên cứu sang em này. Cùng phân khúc tiếng thì em này em đánh giá chấm 10 điểm thì D500 Mark 2 nó rơi vào khoảng tầm độ 7.5 hoặc 8 điểm. Để anh em hiểu và cảm nhận. D500 thì em bán có khi đến cả vài trăm đôi thì HE7 chắc chỉ được khoảng vài chục đôi thôi. Bởi vì số lượng nó ít. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác.